có được thuộc tính Hắc Hạt Linh thể. Ồ ôi, thuộc tính cường hóa loại yêu thú rất trực tiếp. Có được thuộc tính Viêm lưu thuật, cũng có thể tự do khống chế thể lỏng của nguyên tố hỏa, thuộc tính hỏa cũng được bổ sung cường hóa rồi. Cũng có thể đi trên dung nham rồi, tiện thật, công pháp, công pháp của lão nương, sao ngươi đột nhiên học được rồi? Đừng giận quá hóa thẹn chứ, thứ ta muốn nhất còn chưa ra hàng đó, đứng lên, hự, trước khi bị ta đánh ra kỹ năng biến thân, đứng cho vững đi, chủng hỗn huyết, ác ma, chấn động này là hí hí nhất định là sản hư châu đang nuốt đồng bọn của ngươi thật là muốn chết mà chỉ cần ta chết toàn bộ kho bồi dưỡng đều sẽ mở ra chỗ này tổng cộng ba nghìn sản hư châu cũng sẽ nuốt sạch các người hừ làm phiền cô đừng xem đồng đội của tôi là đàn bà nhỏ yếu thông thường động tĩnh lúc nãy nhất định là âm thanh họ đã hủy đi một phòng bồi dưỡng thực chất thì đã hủy sạch rồi trời không thể nào không thể nào trong núi lửa tổng cộng ba nghìn sản hư châu trong đó có chứa sát khí cho dù là tu hành giả chân linh cảnh đỉnh phong đến cũng không thể hấp thu hết sạch. Là đạn tay của Linh Tuyên, hay là tiểu không đại biến thân tiêu diệt toàn bộ sát khí? Không đúng, nhìn bộ dạng của hai người họ, hình như cũng ở ngoài trạng thái. Vậy chỉ có thể là, quả nhiên, lúc này Hoàng Tuyền chỉ có điên cuồng tìm kiếm sát khí. Không đủ, không đủ. Nói chuyện rồi. Phát ra âm thanh gái sinh như trong quỷ đầu minh, thần khí, là thần khí, chỉ có thần khí mới có uy lực này quả nhiên ở Đông Hoàng Đại Lục thần khí không phải sự tồn tại bí mật trong lịch sử mà là bảo vật được ngũ đại gia tộc biết đến. Giải trừ bán thu hóa Đáng chết vượt khỏi suy đoán sứ giả thần khí có thần khí lớn mạnh như vậy lại bình dị vô danh. Nếu giao chiến với sứ giả thần khí cho dù thua cũng không mất mặt. Chỉ cần đem tình báo của thần khí mang về cho tả bất chu đại nhân thì lão nương có thể lấy công chuộc tội rồi. Nhất chỉ xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã lai từ ngộ hạ hạ không ổn rồi. Đó là giác hy truyền lệnh đặc cấp của tả gia nếu tín hiệu phát đi toàn bộ quân bộ của tả ra đều sẽ nhận được ban đầu búa nhìn thấy cũng đổ mồ hôi phải ngăn cô ta vô dụng vô dụng một khi mở ra thì không thể ngăn được chủ lực của tả ra rất nhanh sẽ đến thân khí phải thuộc về tả ra chưa kịp làm gì thì cô ta đã bị một luồng sức mạnh chém đứt cả cánh tay cô ta vô cùng đau đớn kêu la thảm thiết không cần gọi người đến nữa đó không phải thứ tả bất chu có thể điều khiển được phải chính tay ta đến tiếp tay mới được tôn tôn thượng người sao lại lại ở đây ngươi chẳng phải, ngươi đang dạy ta làm việc. nhân vật này hình như cũng là đại tiên tri của yêu hoàng thành nè mọi người. nếu là ngươi, nhất định sẽ dùng câu này phải không, phải không? hắn là ai? sao lại biểu hiện như quen mình vậy? câu này lại là ý gì? sao hắn biết từ ngữ mạng thông dụng trong thế giới của mình? nghe ý họ nói chuyện, hắn có lẽ là sự tồn tại có địa vị cao hơn gia chủ tả gia. trên ngũ đại gia tộc còn có kẻ thống trị cao hơn sao? loại người này sao lúc này? oa wow một tên giống như boss cuối sao lại xuất hiện rồi thật đáng sợ ngươi nghĩ vậy phải không quả nhiên ngay cả loại lời này cũng biết thả lòng tao không hề có ý đối địch với cậu không đủ không đủ ngươi nói đích thân tiếp tay cũng chính là có ý đến cướp cây đao đó phải không cướp không đúng không đúng ngươi có thể thử xem hoàng tuyền sẽ nghe ai cái gì lại biết được tên của hoàng tuyền hoàng tuyền mau quay lại tên đó là kẻ buôn người không đủ không đủ không đủ không đủ a à, khác hẳn với tiểu không vốn không nghe người ta nói chuyện, mặc kệ ngươi là ai, nói chung thần khí không thể nào nhường cho ngươi. Hừ a, à, sao còn ra tay với ta nữa? đứa bé hư, thời phản nghịch có trăng đến quá sớm rồi, thiếu niên, đối với hoàng tuyền, cậu không khống chế được. nói rồi cô ta lấy ra một nhãn cầu để thu hút sự chú ý của hoàng tuyền. hoàng tuyền, xem cái này, ta là ai? ngươi nhớ ra chưa? nhớ ra chưa? nhớ ra chưa? đây là gì vậy? mắt, mắt sao? cảm thấy, rợn rợn dọa người sau khi bay một vòng thì hoàng tuyền cũng đã nhận ra tên tôn thượng này ngươi lại còn ở trên đời này bởi vì con có tâm nguyện chưa hoàn thành ta ở trước cửa địa ngục đi một chuyến vẫn chạy về rồi hoàng tuyền lại nói chuyện bình thường với hắn người chết hay không bây giờ ta không quan tâm ta chỉ muốn ăn ăn đương nhiên là có đủ lúc trước ta có bỏ đói ngươi bao giờ chưa chờ chút các người đừng ở trước mặt ta nói chuyện vui vẻ vậy chứ nếu bích lạc gọi ta là cha vậy hai ta nói sao cũng tính là cha con chứ cứ vậy phản bội cha già chạy cùng người khác sao hả chẳng qua là mượn chút sức hồi phục ta mà thôi đừng hất mặt lên trời nhận ngươi làm cha cũng quá nực cười rồi ta không phải loại nhỏ yếu như bích lạc đó loại nhóc con như ngươi làm sao có thể làm cha của ta nghe thấy vậy phong hạ cũng trở nên trầm mặt đương nhiên ngươi cũng không hẳn không có tích sự gì ít nhất nhờ phúc của người ta và tên yếu đuối đó không cần dính chung nữa suỵt xứng danh với thứ này thật là thất bại lớn nhất của người chế tạo của ta vậy đã khóc tan bản mặt rồi sao cảm xúc của tiểu quỷ này cũng quá dễ điều khiển rồi nói các người hai câu đã tức giận rồi à nễ tình ngươi thả ta ra hôm nay không làm khó ngươi về nhà trông con đi các người ở cùng nhau chơi trò nhà trẻ khá thích hợp đó miệng của ngươi thối thật đấy tính cách của mỗi thần khí đều khác nhau thật là tiểu đao đâm mông mở mang rồi ta không thể nói là ghét loại hình nhân vật miệng thối nhưng khiến ta phá phòng ngươi thật ra đánh giấm trong rốn làm sao mà vang chứ nhớ năm đó lúc còn thịnh hành ngộp ta là anh hùng bàn phím số một chiến mắng của chiến hội. 72 giờ đối chiến cường độ cao không ngừng nghỉ, một mình đã là sức chiến đấu của một sư, nhưng bây giờ đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm, bàn phím ăn bụi rồi. Dưới ngôn ngữ bằng từ vựng chưa từng nghe qua với tốc độ nhanh của phong hạ, hoàng tuyển. Không biết rồi. Cho nên thứ ta không thể hiểu nhất chính là tình tiết trong sản phẩm nhị thứ nguyên nhất định phải dùng nhân vật chính bị cường địch cười nhạo phá phòng sau đó tự kỷ mấy tập liền. Đây chẳng phải là kéo dài câu chuyện sao, Ai mà không có chút thiếu sót cuộc sống sao có thể thiếu chút ma sát nhỏ chứ? Tiểu Không, lời của Hoàng Tuyền có khiến con giận không? Nếu nói bây giờ thì tiểu Không còn đói bụng quả thật đánh không lại Hoàng Tuyền. Cho nên tiểu Không cảm thấy không có gì đáng phản bác cả. Hả, tính cách của con trưởng thành hơn nhóc tóc đỏ này nhiều rồi. Dù sao tuổi của Hoàng Tuyền nhỏ hơn tiểu Không mà. Các người, các người. Nhưng mà con bé này miệng thối như vậy chúng ta vẫn phải đáp lễ mang tính tượng trưng một chút. Vậy nên dùng biểu cảm gì nhỉ? Tiểu không còn làm theo ta, cười nó, ha ha ha, ta thật là vương bát trả phòng, không nhịn được nữa. Thiếu niên, cách dùng từ của cậu quả nhiên thú vị hơn người của thế giới này nhiều. Ngươi từ lúc bắt đầu đã biết hắn sẽ có phản ứng này sao? Một hát một hò, đáng ghét. Bây giờ ta. Xin lỗi nha Hoàng Tuyền, ngươi vẫn là tránh đi một lát đi. Tinh khí của Hoàng Tuyền xấu muốn chết, ngươi thật dám chọc ghẹo nó. Nếu nó ra tay, ngươi của bây giờ chắc chắn sẽ chết. Đương nhiên là vì ngươi ở đây rồi, boss quân Nhìn sao cũng thấy bây giờ ngươi chưa muốn thấy ta chết, vậy thì chứng tỏ ta có tác dụng với ngươi phải không? Vậy thì ta không cần mặt mũi mà bàn điều kiện với ngươi nha. Ta, Dạ Thiên Lăng, 28 tuổi đã đến pháp tướng cảnh bát trùng thiên, quan trí tả ra quân bộ đại hiệu. Ở trong mắt người khác giống như anh trai Dạ Thiên Ca đều là thiên tài vô hạn trong tương lai. Nhưng ta bây giờ, giống một con chó vùng vẫy trước cái chết, bị các quái vật uy áp đến không dám đứng lên. Một con quái vật không biết vì sao có thể học được kỹ năng của ta một con quái vật nhỏ do thanh đao biến ra, mất tích rồi, cùng với, tôn thượng, con quái vật lớn này. Mà bây giờ quái vật này lại muốn đàm phán với quái vật lớn. Hai con quái vật đều cười rất tươi. Mình có loại dự cảm bản năng. Tự giới thiệu của mình, sắp biến thành hưởng dương 28 tuổi rồi. Ha, cậu nói tôi không có ý đối địch với cậu là vì cậu còn tác dụng với tôi sao? Loại thiết lập này trong truyền có trang quá tệ rồi. Tôi rất phản cảm câu chuyện không có bất ngờ đó. Nhưng tình hình thực tế chính là tệ như vậy tôi quả thật có chuyện mình không làm được phải nhờ người như cậu giúp quá tệ cô không cần tự cười nhạo mình ồ vậy trước khi trả giá tôi phải nghe xem có chuyện gì cô không làm được mà tôi có thể làm